Anh nhanh nha, xuống cà phê nha. Nó chưa mở cửa, nó chưa mở cửa. Không biết luôn. Xuống khỏi rồi. Từ từ con. Bữa nay xong anh ướt nha con nha. Uống ha, nó cứ chơi vậy ha. Chờ, chờ vài ngày đến ngày nào dùng sờ sờ như vậy có thằng nào cũng có cái app nào mới thì nó làm cho đúng luôn. Mình cũng đăng nhập gì hết. Mất tài khoản gì chứ không? Mới sờ đăng nhập rồi mà không mất gì hết. Em chỉ cần gọi cái username của em đó thôi. Nó tự làm cái bên em đó luôn. Hay gì? Nấu rồi mình kêu lấy một chiếu hình xương ăn đá có măng ờ à, măng kia măng khánh ở ngoài đường đấy đang quá trời trời mưa mà hôm nay đang mưa mà mùa mùa mang của hắn á mùa mưa mà còn mấy bữa nãy chơi nó không có đội bệnh giống y chang gì mà uống cái chuông hả? Chuông gì? Ông tưởng ông BD á. À ông BD hả? Rồi sao ông đi ông BD? Rồi thấy nó sao? Đi đi chứ sao mẹ gì? Đợt em sợ em chờ em chạy về là về đây đã 6 giờ, 6 giờ chạy qua đó lại là 8 giờ, 7, 8 giờ rồi. Đi đi, hỏi thứ hôm nay ông có không? Không, ông thứ 8 giờ, thứ 2 đến 6 mà, 2 đến 6 mà. Buổi tối? À, phút ăn ông uống 2 lì à. Ừ, uống hợp ẩm. Uống hết liền à. Uống qua mình bị uống cho một quả tùng nữa rồi. Còn là kháng sinh được không mà uống hết rồi hết. Thuốc nặng đô không mà uống hết rồi. Ác nhơn rồi đó. Bây giờ không bằng đêm lắm. Toàn chứ ngủ cũng thôi vậy. Nó nằm xuống á. Nó ngủ gì giấc là bắt đầu nó dậy. Nó ngứa cái cổ cổ nó no mình cũng đó tao. Họ ít khác thì họ đỡ, họ khóc nhiều mà họ vỗ tay rồi lại vỗ lớn tay, vỗ tay đựng lẫm, đúng rồi đựng lẫm liền. Có ông mà bé vô 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 đầu hiểm mất rồi. Ừ. Lúc nào ra thấy nhật lỏng cũng chưa dọn hết. Mày bán tắt được không? Không, mày bán rẻ đắt cái này xong rồi ăn. Cắt tóc là lại đắt rồi đắt. Ừ, cắt tóc là đắt mà đồ ăn là rẻ. Không, bây giờ nói thiệt, đồ ăn rẻ thôi. Tóc còn hơi thập điên nữa. Thập điên của mình là gọi là Covid á. Đồ ăn á, cô cũng có chuyện không ăn.